Thị xã Đông Triều có hơn 900 hecta trồng na, tập trung chủ yếu ở các xã An Sinh, Việt Dân và Tân Việt. Để xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm, từ năm 2018, địa phương đã triển khai dự án sản xuất na theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thu hút nhiều hộ tích cực tham gia, đưa na dài trở thành cây trồng giá trị kinh tế cao. Gần 1 hecta na dài này được gia đình bà Phạm Thị Thơi, xã Việt Dân chuyển sang trồng chăm sóc theo quy trình Việt Gáp từ 2 năm nay. Năm 2020, sản lượng quả na đạt trên 10 tấn, doanh thu trên 200 triệu đồng. Năm nay, nhờ tiếp tục áp dụng kỹ thuật thụ phấn cho hoa và chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, nên cây na phát triển tốt, quả đều và đẹp. Trong quá trình chúng tôi chăm bón thì toàn là phân hữu cơ thôi. Thế là chăm đến khoảng hơn 3 tháng thì bắt đầu được thu hoạch. 3 tháng đến 3 tháng 10 ngày thì nó rõ rõ ra sản phẩm như thế này. So với na dai ở các địa phương khác, na dai Đông Triều có đặc trưng quả to, vỏ mỏng, có màu vàng khi chín, vị ngọt đậm, mùi thơm, không cát. Một hecta na được trồng chăm sóc theo quy trình Việt Gáp ở Đông Triều cho sản lượng và doanh thu tăng 30% so với cùng một diện tích na trồng theo phương thức truyền thống. Những cái xe thu mua đấy thì thường thường là những cái tỉnh Tuyên Quang, rồi Thái Bình, rồi Hà Nội, Hưng Yên, nói chung là tiêu thụ rất là tốt. Họ đánh giá cái quả la này rất là ngon, thơm và là chất lượng rất là tốt. Đứng trước tình hình dịch bệnh thì nó có khó khăn, thì anh em chúng tôi đã trực tiếp chỉ đạo vào các cái thôn rồi các cái hộ trồng na, hướng dẫn bà con là cắt tỉa, giảm bớt những số lượng quả na trên một đơn vị diện tích cũng như trên một cây để đảm bảo nâng cao cái hiệu quả giá trị mẫu mã của quả na trong quá trình để nâng cao cái năng suất chất lượng. Đông Triều hiện có hơn 1.000 hộ trồng na dai với tổng diện tích trên 900 hecta, trong đó có hơn 350 hecta đã chuyển sang trồng chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, tập trung ở các xã An Sinh, Việt Dân và Tân Việt. Các khâu chăm sóc, bảo quản na đều được giám sát giữa các hộ trồng na để đảm bảo chất lượng đầu ra cũng như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong cái thời gian tới thì thị xã cũng tiếp tục là duy trì và mở rộng cái diện tích na Việt Gáp cho người dân. Hai nữa là thực hiện tốt cái việc là tuyên truyền quảng bá qua các cái kênh tiêu thụ như các cái sàn thương mại điện tử cũng như là các cái trung tâm thương mại. Và thông qua đó thì tiếp tục là liên quan đến tập huấn tuyên truyền hỗ trợ để cho người dân làm tốt hơn, nắm tốt hơn để tạo ra cái sản phẩm na có cái chất lượng tốt nhất. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, na dai Đông Triều sẽ bước vào chính vụ. Thời gian thu hoạch kéo dài đến hết tháng 8. Năm nay, dự kiến sản lượng na của Đông Triều đạt khoảng hơn 10.000 tấn.